Tại hội thảo, vai trò nhiệm vụ của khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vừa diễn ra ở Trà Vinh. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, hiện nay hơn 20 tỉnh đã có khuyến nông cộng đồng và hoạt động rất hiệu quả. Lực lượng khuyến nông cộng đồng rất sâu sát ở cơ sở. Khuyến nông cộng đồng sắp tới còn tham gia vào tư vấn xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, thông tin thị trường và các nhiệm vụ địa phương giao. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện đề án. Cái lực lượng trực tiếp để mà phối hợp với hợp tác xã và đo đếm cái tính trị carbon là lực lượng khuyến nông. Cho nên chính vì vậy mà Bộ Nông nghiệp xác định là cái lực lượng khuyến nông cộng đồng ở cơ sở đó là lực lượng chính tham gia vào cái đề án. Tại huyện Châu Thành, tỉnh trà Vinh, thứ trưởng Trần Thế Nam khảo sát điểm triển khai đề án. 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Đoàn công tác tìm hiểu hoạt động hợp tác xã từ nguyên tắc, cơ chế thành lập, thuận lợi, khó khăn, tổ chức sản xuất, thu mua và lết mang lại cho xã viên cùng những đóng góp của lực lượng khuyến nông cộng đồng lắng nghe những đề xuất kiến nghị của chủ thể tham gia đề án 1 triệu hecta lúa. Cái đề xuất thứ nhất thì có một cái lớp tập quấn để cho người xã viên biết được cái tầm quan trọng của cái một triệu hecta lúa chất lượng cao như thế nào để áp dụng cho đúng thứ hai nữa thì cái liên kết với các doanh nghiệp làm sao cho thu mua hết những cái sản phẩm mà hợp tác xã sản xuất ra được thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trần thanh nam đánh giá các điểm khảo sát đủ điều kiện tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao lãnh đạo tỉnh trà vinh cho biết tỉnh đang làm tốt công tác phân chia lịch sản xuất cùng các công trình thủy lợi đang phát huy hiệu quả tốt nên tỉnh đã sẵn sàng tham gia vào đề án. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của nông dân về áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa, giảm phát thải, kiện toàn bộ máy khuyến nông cộng đồng, xây dựng hợp tác xã đủ lớn để tham gia vào đề án 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao và phát thải thấp. Tôi lấy các cái hợp tác xã mà nông cốt ở địa phương ở đây đó chúng tôi xây dựng và chúng tôi nâng các hợp tác xã này từ nhỏ đến lớn, từ nhà từ quy mô nhỏ đến đến lớn để làm sao mà tham gia có ngày càng nhiều cái diện tích này ngày càng tốt. Theo đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, chủ thể chính là hợp tác xã. Trong đó, lực lượng nồng cốt là khuyến nông cộng đồng. Do vậy, tại đồng bằng sông Cửu Long, trong 2 năm từ 2022 đến 2023, năm tỉnh tham gia đề án Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng là Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An đã thành lập được 376 tổ khuyến nông cộng đồng.